Nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, sáng ngày 30 tháng 6 tới, tại khu du lịch sinh thái Hai Linh Suối Chí ở xã Hành Tiến Đông, huyện Nghĩa Hành, sẽ diễn ra hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2021 và phát động cuộc thi ảnh khoảnh khắc gia đình hạnh phúc tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Chương trình sẽ được livestream trên fanpage của truyền hình Quảng Ngãi. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành khai quật lá mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định ADN. Các hệ cốt liệt sĩ có một phần thông tin và chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ quan trọng đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội gấp rút triển khai, đảm bảo hoàn thành trước dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay. Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành hiện có 355 mùa liệt sĩ, trong đó có 266 mùa liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Cục Người có công, Viện Pháp y Quốc gia tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm tất cả số hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các mẫu sinh phẩm sẽ được giám định gen và đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định ADN để tìm danh tính của liệt sĩ. Thân nhân liệt sĩ là phải có những cái thông tin kèm theo những cái ngôi mộ mà mình cần uh, yêu cầu xét nghiệm ADN đối với thân nhân gia đình nhà mình. Một là những cái thông tin thí dụ như là bác liệt sĩ hy uh, sinh ở đâu và khi mà được khai được uh, đưa về an táng tại nghĩa trang nào và những cái nghĩa trang đó thì chúng ta lên giới hạn những cái ngôi mộ mà chúng ta nghi ngờ là bác ấy được đưa về khu nọ hàng kia thì nếu mà cái thông tin càng sát với những cái ngôi mộ được so sánh thì các bác sẽ uh, có những cái kết quả nó càng khả quan hơn ạ. Lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN là phương pháp mang lại hiệu quả cao, chính xác trong số các phương pháp dùng để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng cục người có công, Viện Pháp y Quốc gia khai quật lấy mẫu sinh phẩm hơn 800 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin và còn thiếu thông tin tại 8 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là lái sinh phẩm xét nghiệm đối với tất cả liệt sĩ chưa xác định được thông tin hoặc thiếu thông tin khi tiến hành nâng cấp sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ. Đây là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa bởi vì qua như cái việc làm này thì nó sẽ giúp cho thứ nhất là sẽ xác định được cái danh tính của liệt sĩ và điều đặc biệt là cũng sẽ được lưu trữ tất cả các cái mẫu sinh phẩm để chưa tìm được thân nhân cũng như chưa xác định được các thông tin và đồng thời cũng là tạo điều kiện cho thân nhân của liệt sĩ khi những người thân đi tìm kiếm và có các có liệt sĩ của mình thì sẽ cũng thuận lợi hơn. Mẫu ADN của các liệt sĩ ở Quảng Ngãi chưa xác định được thông tin hoặc còn thiếu thông tin sẽ được lưu giữ và bảo quản tại ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước để phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ. Bằng nghĩa tình và trách nhiệm, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thành việc lá mẫu sinh phẩm hơn 800 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và chưa xác định được thông tin trước ngày 27 tháng 7.